ra 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 ta, tu ru 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 ru. Ta ta ra ta 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 ta. Nàng xem mẹ ơi, cô đã sẵn sàng chưa? Cho các bạn khán giả xem tranh của chúng ta nhé. Wow, y xì như tớ luôn nè Shu, sao mà cậu vẽ đỉnh thế? À chà, chắc lần sau tụi mình vẽ chung nhá. Cậu thấy sao nè Shu? Ok, tụi mình nên vẽ ai đây ta? Hay tớ gọi anh Roger qua làm người mẫu nhá. Anh Roger hơi bị bình thường ấy chứ. Tụi mình hợp sức lại thì có thể vẽ Mona Lisa luôn ấy chứ. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời đó Simi. Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng tớ sẽ bắt tay làm một thứ cực kỳ lạ thường luôn. Chúng tớ sẽ vẽ bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới, chính là nàng Mona Lisa. Và tớ đã tìm thấy bức tranh mẫu hoàn hảo rồi đây. Cảm ơn cậu nhé Simi. Đầu tiên tụi mình cần phác họa tỷ lệ cho bức tranh đã. Vì Mona Lisa là bức tranh có tỷ lệ và bố cục rõ ràng á, tụi mình phác bằng tay nhá. Bắt đầu với đầu và tóc nè. Chứ có phải tất cả mọi người đều sở hữu một tỷ lệ khuôn mặt giống nhau không? Không hẳn đâu Semi, mỗi người lại có những đặc điểm khác nhau. Ý tớ là đôi mắt, môi và mũi. Nhưng chẳng ai xinh xắn và hoàn hảo như bé Sam đâu. Đến lúc thực hiện phần đổ bóng và điểm nhấn rồi, các bạn nhỏ không được quên phần này đâu nhá. Vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về tỷ lệ hơn đó. Tỷ lệ chính xác của một bức tranh hoàn hảo quan trọng tầm 90% luôn á. Cậu gọi đây là vẽ tranh đó hả? Cậu nghĩ là tớ đã hoàn thành rồi sao? Đương nhiên là không phải rồi. Chúng mình chưa vừa phác thảo để vẽ thật gọn gàng thôi. Giờ tớ sẽ chuyển các nét chính sang một tờ giấy mới. Để làm thế, tụi mình sẽ cần phấn mực màu nâu đỏ. Đâu rồi nhỉ? Đây có phải màu nâu cậu đang tìm không chứ? Đúng rồi đó Sammy. Bước này cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần tô cây phấn này vào mặt sau của tranh thôi. Cậu định dùng loại màu nào để vẽ bức tranh nàng Mona Lisa của tụi mình thế? Sơn dầu như Da Vinci chăng? Hay sơn acrylic loại này thì dễ dùng hơn nhiều á? Hoặc là màu nước nhờ? Tớ quên nói cho cậu mất tiêu, chúng ta dùng màu sáp đó, như vậy sẽ mới mẻ lắm cho xem. Vậy để tớ đi lấy hộp màu sáp mới toanh cho dịp đặc biệt này nhá. Tớ còn không biết là tụi mình có hộp màu mới á. Bé Slime này có nhiều điều bí mật thật đấy. Trong lúc đó thì tụi mình cùng đặt bức tranh này lên một tờ giấy sạch nhá. Và vẽ đè lên các nét ngoài. Nhớ đè bút mạnh và đi nét thật chính xác để vết hằn xuất hiện rõ ràng trên tờ giấy nhé các bạn. Giống thế này nè. Ok, đã đến lớp lật giấy rồi cả nhà ơi. Lo lắng quá đi, mong là thành công. Ta-da, xịn sò thật đấy. Nếu các cậu thích kỹ thuật vẽ đơn giản và hiệu quả này thì hãy like nhiệt tình cho chúng tớ nhé bà con. La-da-da-da, để xem mình có làm ảo thuật được nữa không nào. Sammy, cậu phải cẩn thận với mấy cây sáp màu chứ. Xin lỗi chú, sáp màu này thế đã ok chưa? Chuẩn không cần chỉnh luôn. Rồi nè, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vực đơn giản và rộng nhất trên chân dung Mona Lisa nhá. Phần tóc. Đầu tiên, hãy dùng những màu sắc sáng. Vì như thế thì tụi mình sẽ không gây ra những sai sót quá nghiêm trọng. Và rồi chúng ta thêm màu tối hơn vào. Và tất cả các màu sắc sẽ hòa vào nhau. Sẽ tuyệt lắm đây. Này, tôi nghe mọi người gọi bức tranh này là Gioconda mà. Sao cậu lại lừa tớ thế hả Chu Dĩnh? Không, tớ có lừa cậu đâu Sammy. Chuyện là tên của bức tranh đến từ quyển tiểu sử viết về Leonardo da Vinci của Giorgio Vasari. Trong quyển tiểu sử đó, ông đã đặt tên bức tranh là Quý cô Lisa Gherardini. Cô là vợ của một thương nhân giàu có tên là Francesco del Giocondo. Hiểu, nhưng còn Mona nghĩa là gì? Mona là từ viết tắt thông dụng tiếng Ý của Madonna, nghĩa là quý cô của tôi hoặc quý bà đó. Hay ho nha, ta thấy cậu đã hoàn thành tóc rồi, cậu sẽ cần cái này cho khuôn mặt nè. Chính xác luôn đó Sammy, giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần quan trọng và khó nhất của bức tranh này.
Kỹ thuật cũng tương tự lúc nãy thôi, bắt đầu với những màu sáng sủa trước. Hãy tô cả khối nhé mọi người, đừng vẽ theo từng điểm nhỏ, rồi thêm các sắc tối hơn vào nè. Tớ chưa nhìn ra hay là nàng Lisa không có chân mày vậy chứ? Mắt cậu tinh như chim ưng luôn đó Sammy. Đúng thế, cô nàng đã cạo phăng chân mày đi. Vài người cho rằng đó là vì nàng Lisa đã làm theo phong cách thời trang cao cấp ngày đó. Còn một số cá nhân lại khẳng định bức tranh này chưa được hoàn thành. Cơ mà vào 2017, nhờ công nghệ quét kỹ thuật số vô cùng chi tiết mà chúng ta đã biết rằng lông mày của cô nàng đơn giản là đã phai đi sau hàng năm trời được phục chế. Nhiều bí ẩn thật. Đúng là một tuyệt tác khó hiểu. Đúng vậy đấy Sammy, nhưng mà vẫn chưa ai biết chính xác quý cô này là ai cả. Người ta còn có một giả thuyết rằng đây chính là chân dung phiên bản nữ giới của chính Leonardo da Vinci luôn đó. Cậu có thể tưởng tượng nổi không? Bức tranh này cực kỳ thú vị luôn. Và xong rồi, xem này Sammy. Trông tuyệt thật đấy chứ, nhưng mà có lẽ tụi mình nên tô cả váy của Lisa và nền tranh nữa nhỉ? Đương nhiên, bước sau tụi mình sẽ tô các khu vực đó nha. Được rồi các bạn ơi, hãy chuyển sang phần váy của nàng nha. Sammy, cậu mang giúp tớ cây sáp màu xanh lá vậy. Đây này chứ, tớ biết nha, màu nhà trước. Cảm ơn Sam nha, cậu đúng là một người trợ lý đắc lực. Tớ rất mừng vì có cậu ở đây, tại cậu vẽ tuyệt đẹp luôn. Và còn có thể sao chép tuyệt tác này nữa. Tớ rất hân hạnh khi được che bức tranh này cho phòng ăn của tụi mình nhá. Cậu không phải là người duy nhất muốn sở hữu bức họa này đâu Sammy à. Vào năm 1991, tranh Mona Lisa bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre tại Paris. Và cậu biết ai bị nghi ngờ đã làm điều này không? Chắc là giám đốc bảo tàng Louvre nhỉ. Cậu có tiềm năng viết tiểu thuyết tội phạm đấy. Nhưng không phải đâu, cậu đoán sai mất rồi. Nào đừng để tụi tớ chờ đợi nữa, tiết lộ đáp án ngay đi chứ. Chính là Pablo Picasso, nhưng người họa sĩ này không bị gì cả. Và 2 năm sau người ta phát hiện ra Vincenzo Perugia đang cố bán Mona Lisa cho một tay buôn tranh người Florence. Các cậu có thích câu chuyện này không cả nhà yêu của Sam? Nếu có thì nhớ like cho tụi tớ nha. Giờ tụi mình đã đến phần nền của tranh rồi. Hãy bắt đầu bằng vài nét phác thảo nha. Nhưng mọi người đừng tô quá đậm nữa nhé. Nếu không thì chủ thể đằng trước sẽ không được nổi bật đâu. Và đã đến lúc tô màu rồi, tụi mình sẽ tô bầu trời bằng màu xanh rêu. Hậu, tụi mình sắp hoàn thành rồi nè, tưởng hóng lắm luôn á. Đúng rồi Sammy ạ, chỉ còn một chút chi tiết nữa thôi. Này quý ngài mắt đại bàng, cậu có nhìn thấy thứ nằm phía trên vai trái của Mona Lisa không? Tớ không biết nữa, tớ ngắm mỗi nàng Mona Lisa thôi chứ không để ý nền cho lắm mà. Đó cũng chính là lý do tại sao không nhiều người nhìn thấy cây cầu bé bé này đó. Nó có tên là Ponte Vecchio và từng tọa lạc tại trung tâm Bobbio, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bắc Italy. Nhưng đáng tiếc thay vào năm 1472, nó đã đổ sụp do một trận lũ dữ. Tớ cực thích kết quả này luôn. Và chúng ta chỉ còn một chi tiết nhỏ xíu trên khuôn mặt nữa là xong rồi. Đó là lý do tại sao cậu lại nhờ tớ chuốt ngọn bút chì đúng không? Chuẩn luôn, chúng ta phải cực kỳ chính xác tại bước này ạ. Chúng ta cần tô thêm chút bóng nữa, một vài điểm nhấn xung quanh để trông giống một bức tranh đến từ thời phục hưng hơn. Chúng ta cũng sẽ tô lại phần này để màu hòa quyện lại với nhau mềm mại hơn. Hoàn thành rồi nè. Ấn tượng thật đấy chứ. Cậu chưa bao giờ kể cho tớ rằng cậu có thể vẽ y như Leonardo da Vinci luôn. Thôi nào, cậu lại nổ banh về tớ và kỹ năng của tớ rồi.
có lẽ tớ sẽ cần rất nhiều thì giờ hoặc có thể thậm chí là cả cuộc đời để có thể vẽ tốt như các danh họa đấy. Nhưng thành thật mà nói thì tớ cũng thấy bức tranh của tớ đỉnh của chóp nha. Tác phẩm này xứng đáng được trưng bày ở Louvre đó. Oh, cảm ơn Sammy. Cả nhà ơi, nếu các cậu thích bức tranh này thì hãy like liền tay nhá. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nhiều bức tranh tuyệt vời hơn nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Thank you.